Chào cả nhà nha. Hôm nay mình vẫn tiếp tục đi cắt bưởi tại vườn. Quay video cho anh chị em xem. Bữa lão mộng vỏ chắc trai. Nắng hơi bị cháy lắm. Đây. Nắng quá pin phong cảnh nó yên tĩnh không cả nhà, rất chi là mát luôn. Cái này mà có cái giỏng văn ngủ nữa cái thì thôi. Đây, bữa Tết khá là nhiều nha cả nhà. Mộng vỏ chắc trái không không bị lệch tim. Đây, trái con đây. Mình bữa lão bao đẹp nha anh chị. Đây, chùm ba luôn. Anh chị em nào có nhu cầu cắt bưởi tại vườn ở khu vực Bến Tre liên hệ cho em trực tiếp qua số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả nha. Hoặc là anh chị em nào muốn xỉ hàng xỉ với lẻ gì đó khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay gì đó thì liên hệ cho em. Nhận đóng hàng toàn quốc nha cả nhà, số lượng từ 5 thùng trở lên 150 kg. Giờ em sẽ tiến hành gom bưởi. Tiếp tục màn gom bưởi nha anh chị em. Hai con ổng này nó la quá là. Thôi. Nó quất mày đừng có la kìa. Nắng quá nắng. Đây. Nắng giò luôn. Còn đây là hai shipper vận chuyển bên em.
di chuyển mọi nẻo đường anh chị em. Hai shipper này chưa có vợ cũng chưa có mối tình dắt dai rồi luôn. Anh chị em nào mà có nhu cầu có em gái cháu gái gì đó, inbox hai anh Đào Trần với anh Đội Nón. Hai anh có nhan sắc ngang ngang hàng nhau nha. Thằng Bi là có tài luôn, chịu làm đụng luôn, nói chung là cứ vợ về là cưng như chiếc ngỗng vậy đó. Cơm nước nhà cửa ăn uống như là tự lo hết. À, mà nói chung là mấy người làm bữa như tụi em vậy cưng vợ dữ lắm. Vợ ở nhà mà không làm gì á. Tụi em đi cày đi cuốc đây nè. Để tìm nguồn hàng đẹp chất lượng để cung cấp cho anh chị em mà. Nói thấy không? Mọi nẻo đường chui luồn lách đâu nè. Rô bà đứng đó. Bụi lắng vô luôn nha anh chị em. Mỏng vỏ chắc trái luôn. Đây trái đây. Xà luôn, trái xà xà luôn. Hết này chắc chừng mười mấy vỏ vậy. Trời tái ra luôn. Hết một ngày anh chị em. Mời chắc